12 năm yêu bạn trai Tây, lý do Quỳnh Lam mãi vẫn không cưới dù đã 39 tuổi khiến fan đồng cảm. Nữ diễn viên được mệnh danh là nữ hoàng vai bi, nữ hoàng phim xưa qua các phim như Con gái chị Hằng, Thái thế nhân tình, Hai người vợ, Đi qua mùa mưa, Khóc thầm, Lời nguyền, Luật trời. Quỳnh Lam thành thật bản thân không giàu có gì, mới chỉ mua được một căn nhà bé xinh 80m² và xe hơi. Trong nhà cô bài trí khoa học tiện lợi, có cả khoảng vườn nhỏ để thư giãn. Nữ diễn viên cho biết, tôi không quan trọng việc đám cưới, theo quan điểm cứ sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau là được, cưới xong thì lại không vui, mang nhau ra ly dị, mất niềm tin quá. Tôi cũng chưa sẵn sàng có con, bởi vì thấy mình còn bay nhảy, yêu tự do. Nhiều bạn sốt ruột vì thấy mình vô tư quá giống như con gái 18, thì toàn nhắc khéo. Tôi biết mình không còn trẻ trung để lựa chọn, nhưng con cái là việc hệ trọng, mình phải thoải mái về mọi mặt trước nhất, sau đó thì tính sau. Được biết bạn trai của Quỳnh Lam sinh ra tại Anh ít hơn Quỳnh Lam 2 tuổi, là giáo viên của một trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh sở hữu một gương mặt điển trai, chiều cao ấn tượng hơn 1m8. Cho đến nay cả hai đã bên nhau 12 năm. Gia đình tôi cũng lo lắm nhưng tôn trọng quyết định của tôi. Hiện tại Alex chỉ chờ tôi gật đầu sẽ làm đám cưới ngay. Alex hỗ trợ tôi rất nhiều trong cuộc sống và công việc. Anh ấy giúp tôi có động lực cố gắng, mang đến cho tôi sự bình an khi ở bên. Cô tâm sự. Nữ diễn viên từng tiết lộ cả hai tình cờ quen biết nhau khi cùng tham dự tiệc của một người bạn. Tuy ít tuổi nhưng Quỳnh Lam đã bị chinh phục bởi vì sự hài hước, xến xúa và trưởng thành từ anh. Cả hai yêu nhau đến năm thứ 7 thì cô được bạn trai cầu hôn, tuy nhiên nữ diễn viên muốn ổn định kinh tế trước. Sau khi bạn trai cầu hôn tôi, bố mẹ anh cũng xem tôi như thành viên trong gia đình dù chưa đám cưới. Nhờ đó mọi thứ trở nên thân thuộc hơn. Mẹ của Alex quan tâm và chăm sóc tôi rất nhiều. Năm 2020, hai người quyết định đính hôn và chuẩn bị cho kế hoạch sinh con, nhưng dịch bệnh nên đã hoãn lại cho đến tận bây giờ. Tại tuổi 39, Quỳnh Lam cho biết cô may mắn khi gặp được Alex, dù anh kém tuổi nhưng mang đến cho cô một cảm giác rất an toàn và lãng mạn. Đặc biệt Quỳnh Lam khoe rằng bạn trai luôn hỗ trợ kinh tế cho mình. Tiền nong, ví việc cô muốn lấy thì tùy ý, họ xem nhau như vợ chồng. Vì vậy nữ diễn viên hạn chế tiêu xài tiền của bạn trai, trong chuyện tài chính hai người chủ động. Nữ hoàng phim xưa được lòng bố mẹ của bạn trai, cả hai đã cùng sang Anh và sinh sống trong một thời gian tại nhà Alex. Cô cho biết hai bên gia đình suy nghĩ thoáng nên không rục rã về chuyện cưới xin. Nữ diễn viên coi Anh là quê hương thứ hai của mình. Quỳnh Lam có sở thích nấu ăn và bạn trai yêu cô bởi vì điểm này. Anh hay khen tôi, đến nhà hàng ăn còn không ngon bằng vị của em nấu. Hay là sau mỗi bữa ăn, anh luôn nói lời cảm ơn, trân trọng tình cảm lẫn công sức tôi đã dành ra để nấu nướng. Quỳnh Lam chia sẻ. Hiểu về công việc của Quỳnh Lam nhưng Alex lại giả vờ ghen cho vui khi cô đóng cặp với nhiều bạn diễn nam. Quỳnh Lam cho biết rằng cô hay tâm sự công việc. Ngoài ra, cô đóng phim xong sẽ trở về nhà, không giao du với bạn diễn, cho nên Alex hoàn toàn tin tưởng vào cô. Tôi đã đổ anh bởi vì muốn chiều lòng của tôi mà xài âm tiền tiết kiệm để dắt mình đi du lịch lúc ban đầu cơ cầm. Anh hiền lành, giản dị, thật thà và rất thoáng. Tuy vậy đã từng có giai đoạn Quỳnh Lam khóc lóc đau khổ khi chia tay bạn trai vì anh chia sẻ muốn cô về Anh Quốc để sinh sống. Tuy nhiên sau này vì còn thương nhau nên Alex suy nghĩ khác và đồng ý sống tại Việt Nam. Chúng tôi đang phấn đấu mua một căn nhà to hơn để kế hoạch sinh em bé vào những năm sau. Nữ diễn viên sinh năm 1984, tên đầy đủ là Hoàng Quỳnh Lam, trong một gia đình có truyền thống võ thuật tại Biên Hòa, Đồng Nai. Nhưng sự yêu thích ca hát và diễn kịch từ bé đã khiến cho cô bén duyên với nghề. Vì đam mê diễn xuất, cô giấu người thân thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh khi đang học năm cuối chuyên ngành Anh văn. Sau hơn 11 năm hoạt động nghệ thuật, đã đóng gần 40 phim truyền hình, trong đó có nhiều vai lấy đi nước mắt của khán giả. Nói về quan điểm làm nghề, Quỳnh Lam thẳng thắn cho biết cô không ngại thực hiện những cảnh quay vượt quá giới hạn để có thể phục vụ cho nghệ thuật. Tiết lộ về phản ứng của bạn trai ngoại quốc khi xem những cảnh nóng của mình, nữ diễn viên kể lại. Có lần tôi cho anh xem cảnh mình bán thân để lấy tiền cho con ăn học. Trong cảnh quay đó, tôi bị bạn diễn đè lên người, hôn mình, mặc áo ống để lộ vai và bạn diễn thì cởi trần. Thấy cảnh đó, bạn trai của tôi cười lớn và chọc tôi. Sao mà em đơ như vậy? Thực ra anh rất ngưỡng mộ công việc của diễn viên nên không ghen vô cớ. Tôi không giấu anh bất cứ một việc gì hay tâm sự về việc đóng phim cho anh nghe, nhất là những cảnh nóng. Anh luôn an ủi và động viên tôi bởi vì biết rằng đó chỉ là công việc. Anh hiểu tính tôi nên rất tin tưởng. Nói về hành trình làm nghề của mình, Quỳnh Lam thừa nhận là diễn viên thì không thể nào giàu được. Cô cho biết bản thân nếu như tích góp, tiết kiệm thì may ra có thể mua sắm chút đỉnh. Đó là chưa kể đến việc nhiều công ty quỳ tiền cát-xê. Đồng thời diễn viên Luật trời nhấn mạnh.
Nếu nói làm diễn viên giàu có thì đâu có chuyện người ta phải bỏ nghề và thậm chí là đi buôn bán kinh doanh nhỏ để ổn định cuộc sống. 13 năm hoạt động nghệ thuật, gia tài phim ảnh truyền hình cũng khá khá, nhưng tôi mới chỉ mua được nhà cách đây 5 năm và phải tiết kiệm tối đa. Cũng chỉ đam mê diễn xuất, muốn cuộc sống muôn màu muôn vẻ có ích cho xã hội nên tiếp tục với nghề. Bạn không nghe rằng có tiếng mà không có miếng hay sao? Nói về chuyện kết hôn, Quỳnh Lam khẳng định, tôi theo chồng nhưng cương quyết không bao giờ bỏ cuộc chơi, chỉ có thể là tạm hoãn trong thời gian cho phép, chứ nghề đã chọn thì mình nhất quyết không buông bỏ. Tại tuổi 39, Quỳnh Lam vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp và ngay càng ngọt ngào. Nữ diễn viên phim Hồng Nhan còn được đánh giá cao bởi vì gu thời trang rất trẻ trung, hiện đại và xu hướng. Chuyện tình của chúng tôi được cha mẹ hai bên ủng hộ. Tôi đã nhiều lần sang Anh thăm gia đình người yêu. Ngược lại, Alex cũng gặp gỡ cha mẹ tôi. Gia đình tôi rất quý anh bởi vì sự thân thiện và cởi mở. Anh bạn trai phương Tây mà tư tưởng Việt Nam, toàn là dành trả tiền. Thậm chí còn hỏi, em còn tiền không? Bóp tiền để ngang nhiên muốn lấy bao nhiêu cũng được. Anh công khai tài khoản của anh cho tôi biết chẳng giấu gì trên đời. Đó là những lúc công việc của mình bị trì trệ không như ý muốn. Anh luôn hỗ trợ về mặt kinh tế, tuy không nhiều nhưng rất ấm lòng. Alex rất chiều tôi và tôi cũng vậy. Cả hai luôn ngớ ngẩn làm trò hề cho nhau cười, hiểu ý về ăn uống, đi du lịch và phim ảnh. Cho đến nay là năm thứ 12, cảm giác vẫn như những ngày đầu tán tỉnh nhau. Hồi trước quen nhau được 8 tháng, anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Đó là cơ hội gặp cả gia đình anh, khiến cho tôi vô cùng trân trọng vì tôi biết rằng Alex rất nghiêm túc trong chuyện này. Mọi thành viên đều gần gũi, đón nhận tôi như con cái trong nhà, dẫn tôi đi chơi nhiều nơi. Những dịp sau, tôi thường mua những món quà nhỏ để tặng cho bố mẹ của anh hay là nấu một số món ăn Việt Nam mời cả nhà. Tôi thường gọi FaceTime nói chuyện với bố mẹ anh. Bố anh là đàn ông nên tôi khó nói chuyện, vì thế hay tâm sự cùng với mẹ. Mẹ của Alex khá tâm lý và luôn gần gũi. Chúng tôi vui tính nên hiếm khi xảy ra tình trạng buồn chán. Anh hay làm trò vui, hỏi nhiều câu ngớ ngẩn làm cho bạn gái cười. Alex tinh tế. Cứ thấy tôi có dấu hiệu mệt mỏi hay khó chịu trong công việc là ôm lấy vỗ về và động viên. Tại tuổi 39, nữ diễn viên cảm thấy viên mãn về mọi mặt. Cô cho biết mình không mong cầu, nhà cao sang, to tát, như vậy là đủ. Chỉ hy vọng cặp đôi sẽ sớm đón thành viên mới và báo tin vui tới khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin của kênh tin tức Long Lánh TV. Hãy để lại những bình luận, những ý kiến để giúp cho kênh phát triển hơn các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.